네, 오늘 리본 아카데미만의 특별한 기법으로 입술 시술을 받아보셨는데요. 전과 비교해서 어떻게 다른지 한번 설명해 주시겠어요? 지금은 약간 성이 được viện trưởng phân xong cho thì em thấy là môi em không là sưng đỏ hay là đau mà em rất là ưng ý vì cái màu môi được viện trưởng phân xong cho ạ. Em cảm ơn viện trưởng rất nhiều ạ. 감사합니다. 리본아카데미 기법으로 시술을 해보았는데 어떠셨나요? 감사합니다.